Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về một số loại cá săn mồi. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tuyệt vời cho hồ cá của mình. Và nhân đây, mình cũng xin cảm ơn các bạn, những bạn đã đăng ký kênh, đã like và chia sẻ các video của mình. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhoi và tốn không bao nhiêu thời gian cả, nhưng với mình thì lại rất ý nghĩa, giúp mình có thêm động lực để làm các video tốt hơn. Mình xin cảm ơn các bạn. Và nãy giờ các bạn có thấy những em cá này không? Đó chính là những em la hán các bạn ạ. Mình xếp nó ở đầu danh sách những loài cá săn mồi tuyệt vời các bạn ạ. Cực kỳ háu ăn, cực kỳ hung dữ. Và cũng chính vì hung dữ như vậy cho nên người ta thường nuôi riêng nó một hồ. Còn nếu như nuôi hồ cộng đồng á thì phải là hồ rất rộng các bạn ạ. Bởi vì nó có thể đuổi đánh những cá khác. Cái tính lãnh thổ của nó rất là cao. Cái tính hung hăng của nó đó các bạn ạ. Nó thấy cá khác là nhiều khi nó cũng đuổi nó đánh à. Nếu mà hồ rộng á, thật là cộng đồng á, đúng kiểu mà hồ thật là rộng á, thì nó sẽ giảm được cái đó các bạn ạ. Và loài cá tiếp theo như các bạn thấy này, đó chính là cá nàng hai. Một loài cá mà nếu ra tiệm cá có thể một số bạn rất là ngạc nhiên. Ủa, cá này mà là cá cảnh à? Ở quê mình rõ ràng là dùng để ăn mà. Bởi vì cá nàng hai thực chất chính là cá thác lác cườm đó các bạn. Nó là cá thác lác cườm. Loài này thì cũng rất là dễ nuôi và ăn uống cũng dễ, nhưng mà nó hơi ít bơi một chút xíu. Hồi xưa mình nuôi cá này thì mình thường là đi bắt nòng nọc về cho nó ăn các bạn ạ. Nòng nọc của con ếch ương á các bạn. Ếch ương với lại con nhái hoặc là con ếch á thì nó ăn. Còn riêng nòng nọc mà của con cóc á, cái nòng nọc nó đen xì đó các bạn ạ, thì nó không ăn các bạn ạ. Không những nó mà ngay cả những loại cá khác cũng không ăn. Giống như nó biết là có nọc độc cho nên nó không ăn vậy các bạn. Các bạn xem cái hàng đổ mà trên người nó thì cũng hay hay đúng các bạn. Trong hồ này thì mình vừa có thác lác này, thác lác cườm đó, nàng hai đó, với lại mấy em hồng hồng kia đó các bạn, là cá phát tài. Nhìn nó lúc nhỏ thì có vẻ nhìn giống cá điêu hồng quá, nhưng mà nó là cá phát tài nha các bạn nha. Cá này sống cực kỳ khỏe luôn, và mình xếp nó là thuộc trong những một trong những loại cá mà dễ nuôi nhất luôn đó. Không cần oxy, không cần thay nước, nước dơ nó vẫn sống được. Và ngoài cái tính săn mồi của nó đó thì nó còn có thể ăn cả thực vật nữa. Nó có thể ăn rau, ăn cơm, ăn củ quả, trái cây, hết các loại luôn các bạn ạ. Nếu một ngày nào đó mà các bạn không có cái gì cho nó ăn thì cứ lấy đại miếng cơm cho nó ăn cũng được các bạn. Nó rất là dễ ăn. À, nhưng mà nếu mà các bạn cho nó ăn các loại củ á, ví dụ như là khoai lang, khoai tây á, thì các bạn nên cẩn thận cho ăn một lượng vừa thôi nha các bạn nha. Bởi vì nó rất háu ăn, nó thường ăn cho tới lúc no căng luôn. Và khi cái khoai vào trong bụng nó thì sẽ nở ra. Rồi, căng ruột quá, bể bụng chết luôn các bạn ạ. Cho nên các bạn phải cẩn thận nhé. Về màu sắc của nó thì thường nó màu trắng các bạn ạ. Nhưng cũng chính vì màu trắng cho nên là nó rất là bắt màu. Nếu mà mình lắp cái đèn hồng á, thì màu sắc nó sẽ rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đây là cá phát tài, khỏi cần oxy luôn. Cúp điện là sống vô tư, chẳng cần oxy gì hết. Sống rất tuyệt vời các bạn ạ. Mình phải công nhận nó luôn mà. Rồi, các bạn thấy có một vài em đen đen đó các bạn. Nó chính là cá tai tượng đó các bạn. Cá tai tượng ta của mình đó. Thì thực chất cá phát tài với lại cá tai tượng nó cùng một loại đó các bạn ạ. Nó chỉ khác màu vậy thôi. Rồi, nhân tới tai tượng thì mình cũng giới thiệu với các bạn luôn. Cá tai tượng châu Phi này các bạn này. Cũng là săn mồi. Màu sắc thì rất là độc đáo. Thường thường ấy, chúng ta thường nghĩ là chỉ có hai loại, là loại màu đen với loại màu đỏ cam kia các bạn ạ. Nhưng mà thực chất là có rất là nhiều loại các bạn ạ. Dựa vào cái đặc điểm hoa văn của nó đó các bạn. Hoa văn màu sắc của nó mình chia, người ta chia thành rất là nhiều loại khác nhau. Đặc điểm của mấy em này là bơi cũng khá là thong thả các bạn ạ. Và nó cũng hơi có tính lãnh thổ đó các bạn. Tức là nó hơi gây hấn đó. Và nuôi nó cũng to lắm các bạn ơi. Nuôi nó lúc nó nhỏ thì không đẹp mấy, nhưng mà càng lớn đó, cái mình nó dày ra nhìn sướng mắt lắm các bạn. Hai em này là to lắm rồi các bạn ạ. Này do góc quay các bạn không cảm nhận được, chứ nó to, cái con này nó to hơn cả bàn tay của mình luôn các bạn. Rất là to. Và may mắn chỗ là hai con đấy nuôi chung được với nhau đó các bạn. Rồi tiếp theo đó là cá hồng két nữa này các bạn này.
hồng két. Các bạn thấy có một số con ở trên trên cơ thể nó có hình hình mờ mờ ảo ảo, nhìn giống bông hoa, giống này giống nọ, nhiều khi có cả chữ nữa đó các bạn. Thực ra là do người ta xăm lên đó các bạn. Thì mình khuyên á, là các bạn nên mua những em nào mà nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ mua những em xăm, nhưng mà nếu mà theo theo cái ý kiến cá nhân của mình á, thì nếu mình mà mua thì mình sẽ không mua những em xăm đó, bởi vì được một thời gian là nó phai màu các bạn ạ. Các bạn nên lựa những em mình thích nhất là những em nào, một là vàng tươi, hai á, là màu đỏ hồng á các bạn, nhìn sướng mắt ha các bạn ha. Và nhiều người hay nói rằng loài cá hồng két này là tổ tiên của cá cá la hán đó các bạn, tức là người ta lai tạo cá la hán ra các bạn. Cá hồng két sống cũng rất là khỏe các bạn ạ, ít bệnh tật lắm, sống dài lắm, khỏe, ăn khỏe nữa. Nó không những là săn mồi mà còn có thể ăn được một số loại thức ăn tổng hợp nữa đó các bạn ạ. Các bạn nhìn hình dáng nó mắc cười ha, hẹn gì gọi là hồng két, chắc nhìn giống giống két quá, cộng thêm màu hồng nữa gọi thành hồng két luôn. Con này thì bơi trong hồ rất là hoạt, nó hoạt động trong hồ rất là đều các bạn ạ. Nó thường xuyên hoạt động. Nói chung là nuôi con nó cũng được, khá là tuyệt. Các bạn có thể nuôi riêng nó cả một hồ hồng két, một bầy hồng két cũng được nữa. Các bạn có thể thấy những con ở bên dưới là cá mèo đó các bạn. Đó, thì cá đó nó cũng săn mồi các bạn ạ. Con đen đen ở bên dưới đó các bạn. Các bạn thấy nãy giờ con đen đen đó. Đó, nó cũng săn mồi rất là hay, nó nuốt chửng con mồi luôn các bạn ạ. Nó là thuộc dạng nuốt chửng. Rồi, thêm em này nữa các bạn này. Hai cái em đang đứng im dưới hồ đó các bạn. Là cá hoàng đế nha các bạn nha. Có người còn gọi là cá hoàng bảo yến. Rồi, con em này là cá hồng vĩ mỏ vịt, hay còn được gọi là cá hồng vĩ hoặc là cá chê đuôi đỏ. Thì vĩ tức là đuôi mà, hồng vĩ là đuôi đỏ mà. Mấy em này thì sống cực kỳ khỏe luôn, khỏi cần oxy. Và nó ở dơ vẫn được, khỏi cần thay nước luôn. Mà lại háu ăn cực kỳ nữa. Nó là nó thuộc dạng là nuốt trọn con mồi luôn đó các bạn. Tức là những cái dòng mà cá dai trơn kiểu này nè các bạn ạ. Thì nó thường là nuốt trọn con mồi luôn. Và càng lớn thì nó sẽ càng đẹp các bạn ạ. Mấy em sọc sọc trong hồ này là cá hổ các bạn ạ. Với một số dòng cá hổ cao cấp thì ở chỗ khu vực mình ở là không thấy có. Có lẽ là do nó mắc quá cho nên là người ta ít chơi. Còn những loại cá hổ rẻ rẻ như thế này thì có thể này các bạn này. Cá hổ các bạn đang xem. Có mấy em ấy nữa kìa. Xích lệ. Cá hổ đấy, con mà sọc sọc như con hổ các bạn. Các bạn nhìn thấy. Đấy. Nói chung với mấy em kia nữa, mấy em xích lệ. Rồi có thể mấy em cá lóc nữa các bạn kìa. Và nếu mà bạn nào chưa biết thì mình sẽ nói luôn là cá lóc nó cũng có rất là nhiều loại cá lóc cảnh các bạn ạ. Màu sắc cực kỳ tuyệt vời luôn đó các bạn. Rồi nhân tiện nói về cichlid thì chúng ta có Ali này các bạn này. Cá Ali cũng là một dạng săn mồi nhưng mà kích cỡ nó hơi nhỏ một chút xíu. Và cái tính gây hấn thì khá là cao. Nếu các bạn đã nuôi nó thì phải có nhiều hang hốc. Và nên bố trí hồ theo cái kiểu là đá lũa. Chứ cỡ con này mà cho rong cho ấy vô này nọ thì chắc là tan xác ha. Chỉ có làm dạng đá các bạn, đá lũa các thứ, nhiều hang hốc cho nó trốn. Nó săn mồi rất là tuyệt vời các bạn ạ. Rồi các bạn đang thấy những em này đó là cá chê cọp này các bạn này. Hết cá hổ rồi giờ tới cá cọp. Con này nhìn cũng rất là đặc biệt các bạn ha. Nhìn rất là đẹp. Mình công nhận luôn á. Nhìn rất là đẹp này. Có người gọi nó là cá chê mỏ vịt nữa. Rồi tiếp theo đó là khủng long này các bạn này. Các bạn xem. Khủng long thì thường là nằm dưới đáy thôi, nó hoạt động hơi ít một chút xíu. Thì chúng ta có thể dựa vào những cái đặc điểm này để thiết kế cái hồ làm sao mà cho nó phân bổ đều các tầng của hồ. Các bạn xem nhìn mấy em khủng long này, uyển chuyển các bạn ha. Con mỏ vịt này nó thích lên sóng truyền hình lắm hay sao này mà nó bu lên đây. Long thì các bạn kìa, nó mà dài ra tí nữa chắc nhìn giống rắn ha các bạn ha. Khủng long cựu sừng, các bạn xem cái hàng gai gai ở trên lưng nó các bạn, như hàng sừng nữa ha. Nó thường sống rất là hiền hậu hiền hòa các bạn ạ, với đồng loại các bạn. Nó chỉ săn mồi thôi, lúc nào cần săn mồi nó săn thôi, còn lại với đồng loại thì các bạn có thể nuôi chung được. Nhìn kìa các bạn kìa, rất hiền lành.
Rồi, cái con cá chê mỏ vịt lúc nãy này các bạn này, các bạn xem trong hồ này là có ba loại cá này, cá hồng vĩ mỏ vịt kìa, rồi cá chê cọp kìa, và có em cá cựu sừng nó nằm trong góc kia nữa. Nuôi cá săn mồi thì thích nhất là cái lúc mà nhìn nó săn mồi, nhìn nó rất là phê các bạn, nó táp mồi, có thể là nó quẫy cả nước lên luôn, nhìn sướng lắm các bạn. Những loại này thì các bạn có thể nuôi chung được với nhau, các bạn xem đằng kia có con gấu trúc rồi các bạn nhé. Còn giống giống cá hổ, con sọc sọc đó các bạn. Để lát nữa mình quay cho các bạn xem cái chỗ đấy nhé. Rồi, thêm cái con này nữa, con chạch bông này các bạn này. Thì thực ra xếp con này vào loại cá săn mồi thì cũng không có đúng lắm đâu các bạn ạ. Tại vì nó chỉ ăn những cái loại nhỏ thôi, những cái loại ví dụ như là cái con trùng huyết, trùng này, trùng nọ các bạn, tại miệng nó nhỏ lắm. Nhưng mà được cái là lúc thả vào nhìn nó ăn cũng hay hay. Với lại nhân tiện ở trong hồ thì mình quay luôn cho các bạn xem. Các bạn xem con gấu trúc kìa. À, gấu trúc nhìn sọc sọc gần giống như là cái ấy ha. Lúc nhỏ nhìn nó gần giống như là cá hổ ha. Lớn lên thì có sự khác biệt một chút xíu, không đáng kể mấy. Cái đám cá chạch kia mà nuôi trong hồ nhìn cũng phê lắm các bạn. Và bây giờ các bạn xem lại cái hồ này nè các bạn này. Trước đây mình từng cho các bạn xem cái này rồi. Trong hồ này là các bạn thấy nổi bật nhất là những em cá rồng đang di chuyển rất là uyển chuyển ở phía trên kìa các bạn kìa. Đó, mấy em cá rồng kìa. Rồi mấy em cá mèo nữa. Rồi hồng két nữa kìa. Rồi khủng long, cựu sừng, chê cọp. Góc kia con la hán nữa kìa các bạn kìa. Còn bầy cá nhỏ nhỏ kia là đang bị săn mồi các bạn ơi. Và có một cái đặc điểm chung mà mình thường hay thấy á, đó là cá săn mồi ít có cái loại nào mà gọi là nó cứ bơi liên tục, bơi mà giống như hung hăng lắm. Thực ra thì cũng có đấy, nhưng mà thường á, là cá săn mồi nó có cái kiểu bơi nó uyển chuyển hơn, nó cứ nhẹ nhàng các bạn ạ. Thường là vậy, một là nằm im chờ mồi, hai là cứ bơi từ 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 để đi săn mồi. Nó không có cái kiểu mà nó hoạt náo, nó không có kiểu mà giống như là cứ quậy ầm ầm ầm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ loại mấy em cá chép này ra các bạn. Các bạn đừng nhìn mấy em cá chép này. Các bạn hãy xem em hải tượng kìa các bạn kìa. Hải tượng long á các bạn. Hải tượng long. Hai em này. Hai em này khá là to rồi các bạn ạ. Hai em này thì mình ước lượng giá của nó vào khoảng 5 triệu một em. Có một con cá hồng vĩ màu vịt ở trong góc đó, các bạn thấy không? Rồi, thêm con hoàng đế nữa kìa các bạn kìa. Hoàng đế Hoàng Bảo Yến đó. Thì ngày xưa Hoàng đế Hoàng Bảo Yến cũng khá là được nhiều người chuộng, nhưng mà bây giờ thì xuất hiện đầy ở sông Đồng Nai rồi các bạn ạ. Các bạn nào mà ở gần đó thì các bạn có thể tới câu. Đặc điểm của loài cá hoàng đế này á, là nó rất là ưa động các bạn ạ. Nếu mà khi câu á, chúng ta tạo tiếng động á, thì khả năng dính nó sẽ cao hơn. Nhìn nó cũng ngầu ngầu ha các bạn ơi. Nhìn nó hơi bị ngầu đời luôn đó. Nhưng mà mình vẫn thích cái em hải tượng này hơn. Hải tượng này đến nào nuôi nó to lắm các bạn ạ. Con phát tài nó vừa bơi ngang á các bạn. Các bạn thấy ở trên thân của nó có một vết thương đó các bạn. Đó là do có người gửi nhờ dưỡng dùm đó các bạn. Nhìn đẹp ha các bạn ha. Loại những em cá chép này ra. Cá chép thì thực ra cũng gọi là cá ăn mồi đi, nhưng mà nó là ăn tạp thì chính xác hơn. Nó là ăn tạp thiên về động vật nên cá chép đó các bạn đó. Nhìn con hải tượng kìa. Nhìn phê thật chứ. Mình mà có nhà là mình sẽ xây một cái hồ thật lớn để nuôi hải tượng. Trời ơi, tưởng tượng nó dài ngoằng, nó dài gần bằng cơ thể mình. Mỹ sướng thiệt chứ. Nhưng mà nuôi nó chắc cũng tốn mồi lắm. Rồi, các bạn đang thấy nè, đây là cá sấu các bạn ạ. Cá sấu mỏ vịt, ấy cá sấu hỏa tiễn. Mình xin lỗi. Nãy giờ nói nhiều loại cá có bị lộn tên. Cá sấu hỏa tiễn các bạn ạ. Con này sống cực kỳ dai luôn. Con này mà nếu nó chết thì chắc chỉ có là chết đói thôi, hoặc là bị nhiệt độ sao đó thôi, chứ nó sống dai lắm các bạn ạ.
Ngày xưa mình nuôi con này sướng lắm các bạn. Nhìn nó ăn nó táp mồi là nó cứ lờ đờ nó bơi từ từ lắm, nhưng mà táp phát nào là cá chép mồi dính phát đó luôn đó các bạn. Và hàm răng của nó cũng rất là sắc nhọn các bạn ạ. Mỗi lần mà mình muốn bắt nó là đều phải dùng cái lưới màn đó phủ hết lên người nó, cho nước phủ phủ khéo khéo để bắt nó các bạn. Kích cỡ của nó sau này cũng rất là to các bạn ơi. Cực kỳ to luôn. Nuôi con này thì cũng khỏi cần oxy. Ngày xưa mình nuôi con này chẳng oxy gì hết. Có người gọi nó là cá phúc lộc thọ nữa. Cá sấu hỏa tiễn. Và thích một cái là các bạn có thể nuôi nhiều em cá sấu hỏa tiễn ở chung một hồ vẫn được. Hồi xưa mình nuôi mấy con luôn cũng không thấy nó đánh nhau gì hết các bạn ạ. Với lại hình như là mình nhớ không lầm là mình coi ở trên một cái kênh của nước ngoài á, là người ta nói là cá đó nó chỉ ăn con nào vừa miệng nó thôi các bạn ạ. Rồi, thêm mấy em này nữa, nhìn giống cá rô quá mà không phải cá rô đâu các bạn ạ. Nó là con kim cương đỏ đó các bạn ạ, nhưng mà cái đợt này không có dưỡng cho nên là màu nó nhợt nhạt các bạn ạ. Thì các bạn cứ tưởng tượng màu nó như vậy, nhưng cái hình dáng nó như vậy, những cái đốm trên người nó như vậy, nhưng mà nó thành sắc đỏ đó các bạn. Thì mấy em này cũng săn mồi thì cũng được được đi, cũng tạm tạm đi. Mình cũng cho vô đây để các bạn có thêm sự lựa chọn luôn các bạn ạ. Các bạn có thể nuôi chung nó với những cái loài mà tương đương kích cỡ thôi các bạn ạ. Tại vì nó thì không to lắm đâu. Rồi, hy vọng là các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho cái hồ cá của các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh với mọi người để kênh của chúng ta ngày càng trở nên lớn mạnh và lành mạnh hơn các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.